Chiều qua ngày 2 tháng 4 tại khách sạn Hàm Luông, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư Âu Mỹ AEC tổ chức hội nghị đồng hành và tiến bước với các đại lý của công ty và bà con nuôi thủy sản tỉnh Bến Tre. Với sứ mệnh mang lại các giải pháp hiệu quả và bền vững cho hộ nuôi thủy sản và các bên liên quan, hơn 10 năm qua, công ty AEC là người bạn đồng hành tin cậy và hợp tác bền chặt với các đại lý phân phối sản phẩm thuốc thú y, nuôi trồng thủy sản và nông dân. Hiện nay, công ty kinh doanh hơn 300 sản phẩm thuốc thú y thủy sản đạt tiêu chuẩn. Tại hội nghị, đại diện công ty đã giới thiệu về mô hình KIN 68 và KOBELOC 63 áp dụng quy trình tuần hoàn nước, không sử dụng hóa chất kháng sinh bằng việc sử dụng bộ hai sản phẩm là Bio Angano 1 và KOBELOC giúp tạo và duy trì thức ăn tự nhiên, gây màu nước, tạo trùng chỉ, ốc gạo, kết hợp bộ ba sản phẩm Liver Bio, Rogutinet, Chim Thái, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về gan ruột trên tôm, đặc biệt là bệnh phân trắng, mang lại kết quả thành công vượt trội cho người nuôi. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre khẳng định, việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong nuôi tôm vừa giúp bảo vệ môi trường nuôi, giảm rủi ro cho nghề nuôi, vừa đảm bảo được yêu cầu của các nước nhập khẩu. Đây là hướng đi rất tích cực phù hợp với định hướng phát triển ngành thủy sản. Quy trình ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi thủy sản nói chung, nuôi tôm nói riêng đang dần phổ biến ở Bến Tre, nhất là trong khoảng 5 năm trở lại đây, tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống hạ tầng để giúp nghề nuôi tôm phát triển. Tại hội nghị, công ty AEC đã trao kỷ niệm chương cho các đại lý gắn bó trong 10 năm qua.